Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 148 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Lại nói, lúc bây giờ Kỷ Linh tìm đối thủ để chiến đấu. Có những chân thần Kỷ Linh có thể đánh bại, có chút chân thần Kỷ Linh miễn cưỡng từng xứng được. Đối thủ như vậy, Kỷ Linh chiến đấu một lát liền rời đi, về sau lại tiếp tục chiến đấu. Còn có một chút là hoàn toàn có thể áp chế được Kỷ Linh, thậm chí có chút ít như tuyệt ngư chân thần, thiếu chút nữa có thể lấy đi tính mạng của hắn. Về phần một ít chân thần yêu nghiệt nhất, thậm chí gần như có thể so sánh với tổ thần, chiến lực tương đương với lãnh tụ, Kỷ Linh đến động chạm cũng không dám động chạm. Mình bây giờ không có vạn vật sứ giả, đi không phải là tự tìm chết hay sao? Đương nhiên, nếu như mình lựa chọn đánh xa, pháp lực đạo tổ thi triển đánh xa, phối hợp minh nguyệt kiếm thuật, thực lực tuyệt đối tương đương đạo tổ đỉnh phong. Thế nhưng mục đích cuối cùng nhất là của Kỷ Linh mà luyện kiếm pháp, cho nên thả rằng dùng nhược điểm đi cận thân để chém giết. Xoẹt, xoẹt. Thân thể chân thần bị chém thành hai nửa, ở phía xa lại ngưng tụ làm một. Thua, ta thua rồi. Lại là một tên chân thần cúi đầu trước Kỷ Linh. Kỷ Linh đưa tay ra đặt ở trên đỉnh đầu của chân thần đó. Tên chân thần cũng không có phản kháng. Trí nhớ của đối phương nhanh chóng bị Kỷ Linh đọc được. Một ít trí nhớ vô dụng tự nhiên bị ném sang một bên. Hắn kiệt lực tìm kiếm lấy trí nhớ hữu dụng. Tuy trước đó lần lượt siêu hồn đều không có để cho Kỷ Linh phải kinh hỉ, thế nhưng Kỷ Linh chưa bao giờ đình chỉ. Dù chỉ có một tia khả năng, hắn liền tiếp tục tìm kiếm. Sao? Bỗng nhiên Kỷ Linh đọc qua một đoạn trí nhớ, nhìn thấy như bình thường, cả người hắn liền sững sờ, sau đó liền lộ ra sắc mặt vui mừng. Khuy Thiên Thái Hạo Tháp sao? Kỷ Linh thì thào tự nói. Thậm chí có loại bảo vật như Khuy Thiên Thái Hạo Tháp, thực sự là thần kỳ mà. Nội tình của Kiểu Phương Hỗn Độn Quốc hoàn toàn chính xác, mạnh hơn tam giới chúng ta rất nhiều. Kỷ Linh tim đập bắt đầu gia tốc. Khuy Thiên Thái Hạo Tháp chính là một kiện hỗn độn kỳ bảo, hơn nữa là một kiện bảo vật mà Kỷ Linh nhu cầu cấp bách hiện nay. Kỳ thực thời điểm siêu hồn, Kỷ Linh phát hiện qua không ít bảo vật mình khát vọng, nhưng những cái kia đều không có ở trong thế giới lao tù, mà kẻ có được Khuy Thiên Thái Hạo Tháp này đã bị giam giữ ở trong thế giới lao tù này. Hiện tại Kỷ Linh nhu cầu cấp bách nhất là cái gì đây? Đó là thời gian. Thời gian, thiên tư của hắn không thể bảo là không cao. Lúc còn trẻ đã được lão tổ Bồ Đề nhìn chúng, hôm nay kinh nghiệm rất nhiều, ma luyện cũng càng thêm ưu dị. Một tên tu tiên giả thiên tư cũng không phải là vĩnh viễn cố định, mà theo các loại gặp gỡ tu luyện sẽ có cải biến, có chút sẽ trầm luân, có chút thì nhất phi trùng thiên, càng thêm chói mắt. Kỷ Linh hiển nhiên là càng ngày càng chói sáng, thế nhưng tuyệt thế yêu nghiệt càng lợi hại cũng cần có thời gian để phát triển. Bảo vật có thể cải biến tốc độ chảy của thời gian trong tam giới thực sự là có. Như năm đó, Đại Hạ Hoàng đế liền dùng Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ cải biến thời gian trong Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ. Thế nhưng mà loại cải biến này, mặc dù mượn nhờ pháp bảo, như cũ tiêu hao lớn lượng pháp lực. Tuy Hạ Hoàng là thuần dương chân tiên, cũng chỉ có thể cải biến thời gian cho một ít vạn tượng cảnh nhỏ yếu mà thôi, lại không để cho các thiên tiên hưởng thụ đãi ngộ này. Mà Kỷ Linh thân là thiên thần chân tiên, muốn cải biến tốc độ chảy thời gian cho Kỷ Linh, coi như là đám người Bồ Đề Tam Thanh đạo nhân cũng sẽ phải đau đầu. Nếu như nữ hoa nương nương còn thì có thể làm được. Năm đó nữ hoa nương nương sáng tạo ra lục đạo luân hồi, tốc độ chảy thời gian ở khu vực cầu Nại Hà, lục đạo luân hồi kia là nhanh hơn vô số lần. Đại lượng hồn phách tiến vào, tốc độ chảy thời gian đáng sợ kia lại có thể một mực duy trì, không cần tiên ma đi bổ sung pháp lực. Là vì bản thân lục đạo luân hồi rất hoàn mỹ, tiêu hao rất thấp, từ ngoại giới thu nạp lực lượng thiên địa cũng đủ để duy trì loại tiêu hao này. Thế nhưng lục đạo luân hồi là trận pháp, Khuy Thiên Thái Hạo Tháp lại là một loại pháp bảo. Khuy Thiên Thái Hạo Tháp, tốc độ chảy thời gian ở bên trong chính là gấp 10 lần ngoại giới. Ở bên trong qua 10 năm, bên ngoài mới là 1 năm. Loại tốc độ chảy thời gian này cực kỳ ổn định, không cần bất luận pháp lực gì để duy trì. Bản thân pháp bảo chính là một loại thời gian thời không ổn định. Coi như là chân thần đạo tổ, coi như là thế giới thần có đi vào, nó cũng như trước duy trì gấp 10 lần tốc độ chảy của thời gian. Đồng thời, pháp bảo này còn có thể tăng tốc độ chảy của thời gian. Nhưng nếu muốn ở chân cơ sở gấp 10 lần nhanh hơn, như vậy phải tiêu hao pháp lực. Càng là cường giả, ở trong đó tu luyện, tốc độ chảy thời gian càng nhanh. Thế nhưng ở trong đó tu luyện,
tốc độ chảy của thời gian nhanh hơn, tiêu hao pháp lực cũng sẽ càng nhiều. Pháp bảo ổn định thời không ư? Pháp bảo ổn định thời không rất khó có được. Hơn nữa, cái pháp bảo này chính là hỗn độn kỳ bảo. Kỳ Linh khát vọng nhất chính là thời gian, mà Khuy Thiên Thái Hạo Tháp này có thể làm cho thời gian dài gấp 10 lần, thậm chí nguyện ý tiêu hao lượng lớn pháp lực, còn có thể làm cho tốc độ chảy thời gian nhanh hơn. Quan trọng nhất chính là cái pháp bảo này ở trong thế giới lao tù, hơn nữa ngay ở trên người một tên chân thần cũng có. Sao, thích ngục chân thần ư? Kỳ Linh nhíu mày, có được Khuy Thiên Thái Hạo Tháp đúng là thích ngục chân thần. Nhưng tên chân thần này có thể nói là chân thần đáng sợ nhất trong cả thế giới lao tù. Cơ hồ tất cả chân thần chân tiên bị giam giữ ở nơi đây đều biết chuyện xưa của hắn. Bất quá biết rõ hắn có Khuy Thiên Thái Hạo Tháp lại cực kỳ ít. Kỳ Linh siêu hồn tên chân thần kia bởi vì là thủ hạ của thích ngục chân thần mới biết được việc này. Rất khó đối phó ư? Rõ ràng là chân thần lại từng cùng tổ thần, tổ tiên giao thủ qua. Tính cả Khuy Thiên Thái Hạo Tháp khoảng chừng có 3 kiện hỗn độn kỳ bảo ư? Kỳ Linh âm thầm nói thầm. Tổ thần tổ tiên đặt ở trong tam giới có lẽ xem như là tầng thứ đứng đầu rồi. Nói cách khác, thực lực của hắn là tiếp cận cấp độ lãnh tụ rồi. Tiêu hao hết lực lượng của hắn sao? Cũng không thể thực hiện được. Hắn cảnh giới cao, là cao thủ trong thế giới lao tù này, có thể từ trong hỗn độn hấp thu lực lượng của tù phạm chân thần chân tiên. Kỳ Linh thầm nghĩ, phải lĩnh ngộ hỗn độn chi đạo mới có thể từ trong hỗn độn hấp thu lực lượng. Một khi có thể hấp thu lực lượng từ trong hỗn độn, liền không lo lắng lực lượng sẽ tiêu hao hết. Như tổ thần tổ tiên, mỗi người đều có thể làm được. Chân thần chân tiên chỉ có số ít có thể làm được. Thích ngục chân thần hiển nhiên là một cái bên trong đó. Làm sao bây giờ? Làm sao mới có thể đối phó với hắn đây? Kỳ Linh suy nghĩ. Pháp bảo trích tinh phủ của ta bị ta đặt ở trong tàng nguyệt đại thế giới. Thế nhưng mặc dù về tàng nguyệt đại thế giới một chuyến, mang theo một đám thiên thần, thiên tiên kia bố thành La Hầu trận, cách cấp độ lãnh tụ vẫn chênh lệch rất nhiều. Kỳ Linh đã giao thủ với cấp độ lãnh tụ, ma thủ đạo tổ chỉ cần dùng một tay liền đánh bại hắn, khống chế vạn vật sứ giả. Đương nhiên, ma thủ đạo tổ ở trong cấp độ lãnh tụ cũng coi như một người công kích rất mạnh. Mà thích ngục chân thần chỉ là cùng tổ thần tổ tiên giao thủ, bảo trụ tính mạng. Luận thực lực chỉ sợ cùng mình khống chế vạn vật sứ giả không sai biệt lắm. Có lẽ kiếm lực của ta đạt tới tầng thứ 5 sẽ có hy vọng. Kỳ Linh nói thầm. Kỳ Linh tiếp tục ở trong thế giới lao tù tiến hành từng tràng chiến đấu. Không đơn thuần là chân thần, ngay cả chân tiên Kỳ Linh cũng bắt đầu đi giao thủ. Hắn không ngừng tìm hiểu Bắc Hưu thế giới thần lưu lại kiếm pháp ảo diệu, khát vọng mau chóng đạt tới kiếm lực tầng thứ 5. Thế nhưng mặc dù hắn không ngừng tiến bộ, vẫn như trước chênh lệch một tia. Loại cảm giác này đủ làm cho người ta phải nổi điên. Nhưng Kỳ Linh rất tỉnh táo, hắn hiểu được rằng chỉ cần hắn một mực tiến bộ, cuối cùng sẽ có một ngày đột phá. Thời gian trôi qua từng ngày từng tháng, bên trong tam giới, tại Đế Khâu đại thế giới thuộc chuyên húc giới vực, lại một hồi chiến tranh giới vực đang tiến hành. Đây là trận chiến tranh giới vực thứ hai sau hoàng đế giới vực. Luận quy mô thì nhỏ hơn ở hoàng đế giới vực rất nhiều. Thế nhưng so với rất nhiều giới vực trước như Xích Minh giới vực thì lại lớn hơn. Trận danh nữ hoa tham chiến có tất cả hơn 800 tên thiên thần chân tiên. Một phương vô danh môn thì có hơn 600 tên thiên thần chân tiên cùng với các khôi lỗi đang phụ trợ. Trận chiến tranh này thắng thua khó mà liệu được. Bích Cù đạo tổ đứng ở trên tường thành nghiêng mình nói. Hắc Y thần vương cười nói. Thắng thua khó liệu rất bình thường. Số mệnh chi tranh mà, vốn là tranh giành lẫn nhau số mệnh. Chỉ cần đừng tái hiện yêu nghiệt như Kỳ Linh là tốt rồi. Thượng cổ thì có một hậu nghệ, tam giới lại sinh ra Kỳ Linh đã là nhiều rồi. Trận danh nữ hoa mà thêm một yêu nghiệt như vậy nữa, chúng ta dứt khoát sẽ phải nhận thua ở trong cuộc chiến tranh số mệnh chi tranh này. Bích Cù đạo tổ lắc đầu nói. Hậu nghệ kia rất đáng sợ. Hắc Y thần vương cảm thán. Chưa nghe nói qua hắn dùng búa lợi hại. Quá khứ không phải một mực dùng mũi tên hay sao? Dùng mũi tên là đánh xa, dùng búa là cận chiến, khác biệt rất lớn. Vì sao dùng búa cũng lợi hại như vậy được? Nghe nói hậu nghệ đã từng bổ chém qua quế thụ trên Thái Âm Tinh thì phải. Bích Cù đạo tổ cười nói. Quế thụ há dễ chém như vậy? Có thể bổ chém chết quế thụ, như vậy thực lực của hắn chỉ sợ đã có thể hủy diệt toàn bộ Thái Âm Tinh. Trước kia cũng sớm nghe nói đại đệ tử của Bồ Đề một mực ở dưới chân núi đốn củi. Hiện tại xem ra hậu nghệ một mực không có buông tha rồi. Bích Cù đạo tổ nhíu mày nói. Đúng vậy,
chỉ là ta lo lắng dùng búa lợi hại như vậy. Thế nhưng dù sao, thiên phú của Hậu Nghệ ở trên cung tiễn mới là cao nhất. Không biết hôm nay cung tiễn của hắn đã lợi hại thành cái dạng gì rồi. Đúng vậy, đây là phiền toái rất lớn. Nếu như cung tiễn của hắn thực sự quá mức lợi hại, chỉ sợ đến lúc đó chỉ có thể cho Hoàn Mộc sư thúc hoặc ma chủ đi ngăn cản mà thôi. Hắc Y Thần Vương cảm khái, Bích Cu đạo tổ cũng gật đầu, lập tức cảm thán nói: cách trận quyết chiến cuối cùng cũng sắp tới rồi. Kỳ Linh kia yêu nghiệt không thua kém gì Hậu Nghệ chút nào, thậm chí luận trình độ phát triển càng là kinh người hơn. Ngắn ngủi có mấy trăm năm liền luyện thành kiếm thuật siêu việt thiên đạo cực hạn, thiên phú tuyệt thế kiếm tiên như vậy, cho hắn vạn năm thời gian, ai biết sẽ trở thành cái dạng gì đây? Chỉ sợ lại là một Hậu Nghệ mới mà thôi. Hắc Y Thần Vương cũng gật đầu. Trước kia hắn một mực không có chú ý đến Kỳ Linh, nhưng trận chiến ở trục lộc đại thế giới, đặc biệt là về sau chẳng cảnh Kỳ Linh cùng ma thủ đạo tổ giao thủ, cũng làm cho Hắc Y Thần Vương chính thức kiêng kỵ Kỳ Linh. Hơn nữa hắn cũng phải thừa nhận tiềm lực của Kỳ Linh đáng sợ đến bậc nào. Tại Hàn Băng Tinh, trong thế giới lao tù, 5 năm tế nguyệt đảo mắt đã qua. Từ năm đó sau khi lọt vào ám sát, đi vào thế giới lao tù một lòng chiến đấu tu luyện, tìm hiểu kiếm pháp huyền diệu đã qua 5 năm. Trên đồng cỏ có thần điện xa hoa tựa như bích ngọc điêu khắc. Trong thần điện đang khoanh chân ngồi một thiếu niên áo trắng, nhắm mắt mà tính tọa. Một luồng kiếm chi bản nguyên từ chỗ sâu trong hỗn độn vô tận liền truyền đến. Một luồng khí tức huyền diệu vần quanh ở chỗ chung quanh Kỳ Linh. Đó là khí tức làm cho lòng người rung động đáng sợ. Đó là khí tức thuộc về kiếm. Thậm chí thời gian dần trôi qua, ở bên ngoài thân thể Kỳ Linh bắt đầu xuất hiện kiếm quang thất thải, phảng phất như cả người Kỳ Linh đã thành một thanh thần kiếm đáng sợ. Kỳ Linh nhắm mắt lại, trong nội tâm ngộ ra đại lượng kiếm đạo không ngừng hội tụ, phảng phất như sương mù đang không ngừng ngưng tụ. Rốt cục cũng oanh một tiếng, những sương mù này đều ngưng tụ thành một hạt giống. Một hạt giống ẩn ẩn vần quanh kiếm khí. Hạt giống kiếm khí này hoàn toàn là do Kỳ Linh cảm ngộ kiếm chi bản nguyên ngưng tụ lại, là trong nội tâm có thể cảm nhận được. Nó không phải mắt thường có thể thấy được, mà là nội tâm cảm ngộ mới có thể chứng kiến. Hạt giống kiếm chủng này ở ngay trong nội tâm của Kỳ Linh. Vù vù. Kỳ Linh thở phào một hơi, mở mắt ra. Bên trong thần điện hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Trước kia bên ngoài thân hắn hiện ra thất thải kiếm quang cũng đã biến mất. Thoạt nhìn Kỳ Linh rất bình thường, thế nhưng trong hai tròng mắt hắn ẩn ẩn có mũi nhọn, làm cho lòng người vì sợ hãi mà tâm sinh ra rung động. Kiếm chi cảm ngộ ngưng tụ đạo chủng ngư. Kỳ Linh nhẹ giọng tự nói. Bởi vì được Bắc Hưu thế giới thần chỉ điểm, Kỳ Linh rất rõ ràng con đường tu luyện của một kiếm tiên. Kiếm lực tầng thứ 5 kiếm thần cảnh chính là vì cảm ngộ kiếm chi bản nguyên đạt tới một trình độ cực cao, đột phá bình cảnh sẽ tự nhiên ngưng tụ thành đạo chủng. Tựa như thực vật có hạt giống mới có thể nảy mầm, mới có thể khỏe mạnh mà phát triển. Đạo chủng này tự nhiên cũng có thần vận chính thức của kiếm chi bản nguyên. Thậm chí Kỳ Linh nhấc tay nhấc chân cũng mang theo uy năng lớn lao của kiếm chi bản nguyên. Uy năng kia là kiếm lực tầng thứ 5, cũng chính là thất thải kiếm quang. Rốt cục cũng bước vào kiếm thần cảnh rồi. Kỳ Linh duỗi ra ngón trỏ và ngón giữa tựa như kiếm chỉ. Kiếm chỉ lưu chuyển lên thất thải kiếm quang. Thất thải kiếm quang vô cùng linh động, có hàm ý sắc bén vô cùng siêu nhiên, dễ như trở bàn tay, không kiên không phá. Đây chính là kiếm. Khó trách kiếm lực tầng thứ 5 khó bước vào như vậy. Nếu ta không có cửu trọng hỗn độn cấm chế, bia đá kiếm pháp phụ trợ, không có những chân thần chân tiên kia làm đá mài đao, chỉ sợ không biết bao lâu nữa mới có thể đột phá được đây. Sau khi đột phá mới thực cảm giác được kiếm thần cảnh này hoàn toàn bất đồng. Cho tới bây giờ mình mới tính toán chính thức cảm nhận được thần vận của kiếm chi bản nguyên. Giờ khắc này đây, Kỳ Linh cũng đã minh bạch kiếm tiên chi lộ có thể đi vô cùng xa, coi như là Bắc Hưu thế giới thần cũng chỉ là một thành viên đang ở trên con đường đó. Rất tốt, càng mạnh càng tốt. Nếu tương lai đã có cực hạn, đó mới là không thú vị. Kỳ Linh đứng dậy đi ra khỏi thần điện, nhìn xem bia đá kiếm pháp. Hiện tại ta vừa bước vào kiếm thần cảnh, còn cần cẩn thận củng cố lại một phen, lại tìm hiểu Bắc Cưu thế giới thần lưu lại kiếm pháp cho ta, dung nhập vào trong Minh Nguyệt kiếm thuật của ta. Hôm nay Kỳ Linh tìm hiểu bia đá kiếm pháp lập tức nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Rất nhiều thứ trước kia không hiểu đều liên tiếp cảm ngộ được. Đối với kiếm pháp, nhận thức cũng đang không ngừng tăng lên. Nhận thức những thứ này lại dung nhập vào trong Minh Nguyệt kiếm thuật của hắn. Minh Nguyệt kiếm thuật là một loại thể hiện của Kỳ Linh đối với kiếm.
hết thảy cảm ngộ, tất cả đều có thể dung nhập vào trong Minh Nguyệt kiếm thuật này. Vừa tìm hiểu là hơn 3 tháng. Kỷ Linh cầm Bắc Minh kiếm trong tay, nhẹ nhàng mà vung lên, thất thải kiếm quang lưu chuyển, hết thảy phảng phất như mộng ảo vậy, phảng phất như có thêm mấy tầng ảo cảnh, mắt thường cũng khó phân biệt rõ, đúng là vô ảnh thức của Minh Nguyệt kiếm thuật hiện nay. Trong thời gian ngắn, không thể để thăng được. Kỷ Linh suy nghĩ, Thích Ngục chân thần kia có được Khuy Thiên Thái Hạo Tháp, mặc kệ như thế nào cũng phải đặt nó vào tay, có đầy đủ thời gian ta có thể phát triển càng mạnh hơn nữa. Bất quá trước khi giao thủ với Thích Ngọc chân thần, vẫn là trước tiên tìm đối thủ tu luyện kiếm thuật của ta đã. Kiếm thuật phải trải qua chiến đấu mới có thể trở thành kiếm thuật sát phạt chính thức được. Nếu như vùi đầu tìm hiểu, có lẽ cảnh giới sẽ rất cao, nhưng sức chiến đấu thực tế vẫn sẽ khiếm khuyết. Tìm ai để thử kiếm đây? Kỷ Linh nở nụ cười suy nghĩ. Đúng rồi, là hắn. Bên trên hoang nguyên, lão giả cao gầy khoanh chân mà ngồi. Sao? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, liếc cái liền chứng kiến trên bầu trời xa xa xuất hiện một thiếu niên áo bào trắng. Thiếu niên áo trắng liền đáp xuống. Là tên khán thủ giả đó sao? Lão giả cao gầy lộ ra một tia cười lạnh. Vậy mà lại dám đến chỗ của ta sao? Vèo! Thiếu niên áo trắng liền rơi xuống, cách lão giả cao gầy chỉ mấy trăm trượng, hiển nhiên là hoàn toàn ở trong phạm vi phong cấm ngàn dặm rồi. Lão giả cao gầy tiện tay có thể ra tay đối phó với Kỷ Linh. Đã lâu không gặp rồi. Kỷ Linh nhìn hắn. Lúc này mới có 5 năm người đã tới rồi. Lão giả cao gầy lắc đầu nói. Pháp lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất hùng hồn, thao túng những pháp bảo kia cũng có thể ngăn cản được ta. Tuy không phải đối thủ của ta, thế nhưng mà ta cũng rất khó giết chết được ngươi. Ta nhìn ngươi, tốt hơn hết vẫn là đi đi thôi, ta không muốn lãng phí thần lực của ta. Lão giả này đúng là tuyệt ngư chân thần, năm đó thiếu một chút nữa đã lấy đi tính mạng của Kỷ Linh. Ào ào. Hai tay của Kỷ Linh tất cả xuất hiện một thanh thần kiếm. Sao? Lão giả cao gầy biến sắc, cười lạnh nói. Cùng với ta cận thân chiến đấu ư? Bằng vào ngươi ư? Đúng, bằng vào ta. Kỷ Linh vừa mới nói xong liền lao tới. Lão giả cao gầy lập tức giận dữ. Hắn dù sao cũng đã bị giam ở đây, cho nên cực kỳ tiết kiệm lực lượng của bản thân. Lực lượng tiêu hao nhiều một phần, ở trong thế giới lao tù có thể trèo chống thời gian càng ngắn hơn. Hơn nữa, khán thủ giả này thao túng pháp bảo hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Hắn căn bản không muốn cùng khán thủ giả này giao thủ, nhưng khán thủ giả này vậy mà tự cao tự đại, dám cận thân chiến đấu với hắn. Đã muốn chết như vậy, vậy thì ta tiến đưa hắn một đoạn đường vậy. Tuy lão giả cao gầy cũng suy đoán khán thủ giả này phải chăng đã có chút ít đột phá, nhưng lại cho rằng mặc dù có đột phá, ngắn ngủi 5 năm thời gian lại có thể đột phá được bao nhiêu đây. Bành bành. Cả hai lập tức giao thủ qua. Thực lực như vậy mà cũng đến đây ư? Lão giả cao gầy gào thét. Cả hai tàn ảnh lập lòe, kiếm quang, chảo quang va chạm vào nhau. Thật đúng là có chút tiến bộ, nhưng vô dụng thôi. Mặc dù kiếm của ngươi rất nhanh, nhưng uy lực quá yếu đi. Nếu ngươi thành chân thần, có lẽ mới có hy vọng đánh bại được ta. Hiện tại chênh lệch quá xa vời. Lão giả cao gầy dùng ngôn ngữ đả kích, đồng thời điên cuồng mà tấn công, nhưng vẫn không thể đánh bại được Kỷ Linh. Kỷ Linh lại cực kỳ bình tĩnh. Hắn hoàn toàn thu liếm thất thải kiếm quang. Thất thải kiếm quang này vừa ra uy lực quá lớn, có thể đánh bại đối thủ quá dễ dàng, vậy thì không đạt được kết quả như ý muốn. Lần này tới đây chính là vì ở trong thực chiến tôi luyện kiếm thuật, làm cho kiếm thuật càng thêm viên mãn. Kỷ Linh tự nhiên thu liếm thất thải kiếm quang, hoàn toàn bằng vào thần lực nửa bước chân thần cùng với Minh Nguyệt kiếm thuật huyền diệu đến để đối địch. Tuy không sử dụng thất thải kiếm quang, nhưng Minh Nguyệt kiếm thuật so với quá khứ huyền diệu hơn nhiều, có thể đơn giản chặn được đối thủ. Phá cho ta! Lão giả cao gầy vô cùng điên cuồng. Kiểu U chi lực tầng thứ 5 không phải chuyện đùa, nhưng vẫn không thể phá kiếm pháp của Kỷ Linh được. Kiếm của hắn quá nhanh, như trước siêu việt thiên đạo cực hạn, thậm chí hiện tại càng thêm huyền diệu, kỹ xảo càng cao siêu hơn. Tuy ta chiếm cứ thượng phong, nhưng như vậy mà không đánh bại được hắn ta. Lão giả cao gầy lo lắng nói. Tiếp tục như vậy, thần lực của ta tiêu hao hầu như không còn. Mặc dù ta có pháp lực, nhưng luyện khí lưu của ta chỉ là kim đan cấp 2, dùng để cận chiến thì yếu nhược hơn rất nhiều. Cả hai không ngừng chém giết, thời gian càng lâu, lão giả lại càng thêm lo lắng.
không sai biệt lắm. Kỳ Linh phát hiện trả pháp của lão già này không còn huyền diệu nữa, đối với tu luyện kiếm thuật của mình cũng không còn có tác dụng. Lúc này Bắc Minh kiếm trong tay đột nhiên hiện ra thất thải kiếm quang. Sao, kiếm thần cảnh ư? Lão già cao gầy kinh hô. Kiếm bao vây lấy một tầng thất thải kiếm quang, uy lực lập tức tăng vọt, uy lực còn muốn lớn hơn trả pháp của lão già cao gầy. Phốc một tiếng, kiếm quang phiêu miễu trực tiếp chấn khai trả pháp, xuyệt qua một dấu vết quỷ dị, chém thần thể của lão già cao gầy thành hai đoạn. Hai đoạn thần thể của lão cao gầy ngưng tụ lại cùng một chỗ, sững sờ mà nhìn Kỳ Linh. Tuyệt ngư chân thần có nguyện thần phục không? Kỳ Linh nhìn hắn. Tuyệt ngư chân thần sững sờ nhìn Kỳ Linh, lập tức cúi đầu xuống. Ta nguyện ý. Tuyệt ngư chân thần vốn không phải chân thần cao ngạo gì, hắn ở cửu phương hỗn độn quốc vốn rất bình thường, chỉ là trong lúc bị giam giữ, kiểu ưu chiêu lực đột phá đến tầng thứ 5 mới thực lực đại trướng. Nhưng hắn sớm đã thành thói quen cúi đầu trước cường giả. Chân thần kiểu ưu chiêu lực đạt tới tầng thứ 5, cứ như vậy bị ta đánh bại. Kỳ Linh mặt ngoài thì bình tĩnh, nhưng trong lòng rất kích động. Đây tuyệt đối là thực lực của đạo tổ đỉnh phong. Mình không có bằng vào trận pháp, không có bằng vào vạn vật sứ giả, chỉ là cận thân mà chém giết liền đánh bại đối thủ. Kiếm thần cảnh vốn là đại biểu một đám người rất đáng sợ, như trước kia vô gian môn ám sát đệ nhất nhân ám quang kiếm chủ là kiếm lực tầng thứ 5. Phù cư đạo tổ năm đó thanh danh hiển hách là do Bắc Hưu thế giới thần đoạt xá ngụy trang, cũng là kiếm lực tầng thứ 5. Mà hôm nay Kỳ Linh đồng dạng là kiếm lực tầng thứ 5, hơn nữa hắn còn tu luyện ngũ bảo kiếm thuật. Kiếm lực tầng thứ 5 phối hợp siêu việt thiên đạo cực hạn, đây tuyệt đối là kiếm thuật đáng sợ nhất trong tam giới. So với ám quang kiếm chủ còn đáng sợ hơn. Nếu hiện tại Kỳ Linh lại tao ngộ đánh lén năm đó, ám quang kiếm chủ đánh lén, Kỳ Linh có thể trực tiếp ngăn cản lại được. Tuy thực lực của ta tăng lên rất nhiều, thế nhưng so sánh với lãnh tụ của đạo môn Phật môn, sợ còn có điều khiếm khuyết. Hạo kiếp tới gần, ta càng mạnh càng tốt hơn. Quy thiên thái hạo tháp kia phải lấy mới được. Tuy Kỳ Linh khát vọng, nhưng sau khi cùng Tuyệt Ngư chân thần chiến qua một trận, vẫn như trước cẩn thận mà tu luyện, hấp thu chút ít kinh nghiệm. 3 ngày sau, Kỳ Linh mới đến chỗ của Thích Ngục chân thần. Đây là một sân cốc xinh đẹp. Trong sân cốc có hoa hoa thảo thảo, một nam tử tóc bạc đang phun bón một ít hoa cỏ. Vù vù. Nơi chân trời có một đạo hắc sắc điện xà bay tới, lập tức đã đến chỗ không trung. Sao? Nam tử tóc bạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thiếu niên áo trắng trên trời rơi xuống. Ngươi là khán thủ giả mới sao? Nam tử tóc bạc nghi hoặc nhìn Kỳ Linh. Thích Ngục chân thần, ngươi thậm chí có thể gian rảnh rỗi chăm sóc hoa cỏ sao? Kỳ Linh nói. Hỗn độn chi lực trong thế giới lao tổ này, cơ hồ tất cả đều bị trích thành hỗn độn linh dịch cả. Cả đám tổ thần tổ tiên tù phạm, còn có mấy chân thần chân tiên tù phạm, đều kiệt lực từ trong hỗn độn hấp thu lực lượng. Các ngươi có thể hấp thu lực lượng chỉ bấy nhiêu như vậy, vậy mà ngươi dùng để chăm sóc những hoa cỏ này sao? Hoàn cảnh của thế giới lao tù cực kỳ ác liệt, cả ngày lờ mờ, mà sân cốc của Thích Ngục chân thần lại tràn đầy hương hoa, cùng tràng cảnh của khu vực phong cấm khác hoàn toàn bất đồng. Hiển nhiên là Thích Ngục chân thần đã làm như vậy. Ta đoán có chút tổ thần tổ tiên, bọn hắn từ trong hỗn độn hấp thu lực lượng đều dùng để duy trì động thiên pháp bảo của bọn hắn. Trong động thiên pháp bảo có được một phương thế giới, trong thế giới có được đại lượng sinh linh. Những tổ thần tổ tiên này ý niệm ở trong đó ngưng tụ hóa thân, ở trong thế giới này trải qua các loại sinh hoạt. Thích Ngục chân thần lạnh nhạt cười nói. Thế nhưng đó là thủ đoạn của những kẻ yếu mà thôi. Kỳ Linh khẽ giật mình. Vị giam giữ ở đây đã hoàn toàn không có duệ trí, chỉ muốn có thể hưởng thụ. Thích Ngục chân thần cười lạnh. Bọn hắn làm cũng không tính là sai. Kỳ Linh lắc đầu. Vị giam giữ thời gian dài dằng dặc, phần cô tịch này lại có mấy người nguyện ý thừa nhận đây. Đã có thể không thừa nhận, có thể hưởng thụ sinh hoạt ở trong thế giới, sao không đi hưởng thụ chứ? Kẻ yếu sao? Thích Ngục chân thần cười lạnh. Bọn hắn hoàn toàn buông tha cho khát vọng đi ra ngoài rồi. Sao? Ý của ngươi là ngươi không buông tha sao? Kỳ Linh nhìn hắn. Ta chưa bao giờ buông tha cả. Vô cực chi lực, thái cực chi lực của ta chỉ cần có một dạng đột phá đến tầng thứ 6 liền có thể phá vỡ lao tù, thậm chí phá vỡ toàn bộ thế giới lao tù, khôi phục tự do. Thích Ngục chân thần không giấu giếm chút nào. Các tiên ma bị giam giữ ở đây
Mới đầu, kể cả tổ thần tổ tiên cũng khát vọng có thể đột phá, khát vọng có thể chặt đứt xiềng xích, đánh vỡ thế giới lao tù này đi ra ngoài. Nếu như ngươi đạt tới tầng thứ 6, đây chính là thế giới cảnh rồi. Kỳ Linh gật đầu. Như vậy hoàn toàn chính xác, có thể làm được. Thế nhưng ngươi ở đây đã bị giam giữ quá lâu rồi. Sắp qua năm cái hỗn độn kỷ nguyên rồi. Thích Ngục Chân Thần gật đầu, nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh. Ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì. Ngươi nói là một hỗn độn kỷ nguyên không cách nào bước ra vào thế giới cảnh, liền vĩnh viễn đạp không vào được thế giới cảnh, đúng không? Kỳ Linh nhìn hắn, đây chính là thưởng thức. Siêu hồn qua rất nhiều trí nhớ của tù phạm cửu phương hỗn độn quốc, biết rõ cái thưởng thức này. Ngay cả Bắc Kiêu thế giới thần lưu lại vô số tin tức cũng có cái thưởng thức này. Một hỗn độn kỷ nguyên không thành thế giới cảnh, cơ hồ không thể nào lại thành. Thế nhưng hết thấy không phải là tuyệt đối, luôn luôn có một đường sinh cơ. Thích Ngục Chân Thần cắn răng nhìn Kỳ Linh. Kỳ Linh gật đầu. Phải, hoàn toàn chính xác, không có gì là tuyệt đối cả. Ví dụ như cường giả nào đó, bởi vì pháp môn tu luyện quá mức giản lược, thậm chí không có ai chỉ điểm hắn, tốn hao mấy hỗn độn kỷ nguyên, chỉ dựa vào đại nghị lực, đại quyết tâm tu luyện thành tổ thần. Một khi đạt được pháp môn tu luyện kỹ càng, đạt được một ít đại năng thế giới cảnh chỉ điểm, chỉ sợ sẽ nhanh chóng đột phá đến thế giới cảnh. Hay tổ thần tổ tiên nào đó đột nhiên có một ít kỳ ngộ cũng có thể đột phá. Tóm lại, hết thảy đều cần một ít cơ duyên. Như đại năng giả trong tam giới cũng không có đủ pháp môn tốt để tu luyện, cũng không có đại năng giả lợi hại để chỉ điểm. Như đại sư huynh Hậu Nghệ, tuy sống vượt qua một hỗn độn kỷ nguyên, nhưng hắn là vùi đầu từng bước một sáng chế ra pháp môn tâm lực, chính hắn suy nghĩ ra tiến thuật. Nhưng nếu như có pháp môn đỉnh điểm, nếu có đại năng của Thiên Thương Cung chỉ điểm, hoàn toàn có hy vọng đột phá đến thế giới cảnh. Thích Ngục Chân Thần này bị giam giữ ở trong thế giới lao tù, không có ai chỉ điểm, cũng không có gặp gỡ ai, cũng qua năm hỗn độn kỷ nguyên rồi, còn muốn đặt tới thế giới cảnh, rất ít có khả năng. Kỳ Linh âm thầm cảm thán. Ta tới đây chỉ có một mục đích mà thôi. Kỳ Linh nhìn hắn. Mau nói đi. Thích Mục Chân Thần đạm mạc nhìn Kỳ Linh. Hắn cũng không để Kỳ Linh vào mắt. Khuy Thiên Thái Hạo Tháp của ngươi. Kỳ Linh mở miệng nói. Thích Mục Chân Thần biến sắc, nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh cười lạnh. Ngươi vậy mà lại biết rõ Khuy Thiên Thái Hạo Tháp ư? Như thế nào? Muốn hỗn độn kỳ bảo này, ngươi một khán thủ giả nho nhỏ cũng chỉ phụ trách trông coi thế giới lao tù mà thôi. Vẫn là cút ra xa xa một chút, đừng làm phiền ta. Hắn căn bản chẳng muốn cùng Kỳ Linh nhiều lời. Chân bảo như thế, hắn sao lại cho được đây? Đã như vậy, ta chỉ có thể động thủ mà thôi. Hai tay Kỳ Linh xuất hiện một thanh thần kiếm. Sao, ngươi dám động thủ với ta sao? Thích Ngục Chân Thần giật mình. Ngươi không phải là người của Cửu Phương Hỗn Độn Quốc ư? Cửu Phương Hỗn Độn Quốc đều là phái thiên tiên nhất đẳng làm khán thủ giả. Thiên tiên nhất đẳng nào dám giao thủ với hắn đây? Cửu Phương Hỗn Độn Quốc đã bị diệt vong rồi. Kỳ Linh cầm thần kiếm trong tay. Thế giới lao tù này, hôm nay ta là trưởng quán, ngươi thân là tổ nhân, ta cũng không muốn giết ngươi. Mau giao Khuy Thiên Thái Hạo Tháp cho ta. Nằm mơ đi. Thích Ngục Chân Thần quát lạnh. Ồ, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận mà thôi. Vèo. Thanh âm của Kỳ Linh vẫn còn quanh quẩn ở trong sân cốc. Một đạo kiếm quang tựa như thiểm điện đã đến trước mặt Thích Ngục Chân Thần. Đúng là một kiếm nhanh nhất, tấn mãnh nhất trong Minh Nguyệt kiếm thuật Tích Huyết Thức. Ồ, thật là nhanh. Thích Ngục Chân Thần kinh hãi, cũng không dám chủ quan nữa. Trong tay xuất hiện một đôi đoản côn. Đoản côn hiện ra kim quang, đồ côn thì hình thành hình dáng đỉnh nhọn của tam giác, vô cùng sắc bén. Keng. Thích Ngục Chân Thần cầm song côn trong tay, song côn ẩn ẩn hiện ra thái cực đồ cực lớn, cản lại một kiếm của Kỳ Linh. Sau khi ngăn lại, song côn trong tay hắn bỗng nhiên xoay chuyển, thái cực đồ lập tức biến thành một đoàn hắc quang, mang theo xu thế điên cuồng nghiền áp về phía Kỳ Linh. Bành. Kiếm quang của Kỳ Linh biến thành lỗ đen, thi triển ra duy tâm thức để ngăn cản. Chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô cùng hung mãnh, quỷ dị nghiền áp đến, để cho hắn kìm lòng không được mà bay ngược ra. Lực lượng thật mạnh. Kỳ Linh rơi xuống đất, trong nội tâm khiếp sợ. Hắn cũng lập tức minh bạch, Thích Ngục Chân Thần này nhất định tu luyện thần thông nào đó, một loại thần thông bộc phát cùng loại với Trích Tinh Thủ. Thậm chí sức bật có khả năng còn mạnh hơn cả Trích Tinh Thủ. Nếu không, lực lượng cặp côn kia sẽ không cường hoành đến như vậy.
Xa xa, sắc mặt của Thích Ngục Chân Thần cũng trịnh trọng, nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh, không dám khinh thường nói khẽ. Kiếm thật nhanh, siêu việt thiên đạo cực hạn ư? Đáng tiếc không có tác dụng đâu. Ồ, vậy sao? Thân thể của Kỳ Linh nhoáng lên một cái, hiện ra ba đầu sáu tay, nắm lấy sáu chuôi thần kiếm. Thích Ngục Chân Thần đồng dạng hiện ra sáu cánh tay, cũng cầm trong tay sáu cây đoàn côn, chỉ là bốn cây đoàn côn khác khí tức yếu hơn chút ít. Hai đạo tàn ảnh lại lần nữa chém xiết. Lúc này đây, chém xiết trong nội tâm Thích Ngục Chân Thần càng kinh hãi hơn, bởi vì lần này Kỳ Linh liên tiếp sử dụng Tích Huyết Thức, Vô Ảnh Thức, Thiên Băng Thức. Đối với Thích Ngục Chân Thần, uy hiếp lớn nhất đúng là Vô Ảnh Thức kia. Vô Ảnh Thức vốn rất nhanh, tăng thêm quỷ dị khó lường, ngăn cản cực kỳ cố sức. Hơn nữa, sáu chuôi thần kiếm điên cuồng mà tấn công, tam đại kiếm chiêu lẫn nhau phối hợp lại, tuy thần thông của Thích Ngục Chân Thần rất cao minh, lại cũng chỉ có thể chú ý mà cẩn thận. Cả hai chém giết liền giằng co hồi lâu. Chiến đấu lan đến gần sân cốc, hoa cỏ trong sân cốc sớm biến thành tro tàn. Thích Ngục Chân Thần lại không để ý. Hắn chăm sóc hoa cỏ chỉ là vì giải quyết cô tịch trong nội tâm mà thôi. Hắn không nỡ hao phí quá nhiều lực lượng đi duy trì một phương thế giới, cho nên mới trồng trọt một ít hoa cỏ. Không có tác dụng đâu, kiếm pháp của ngươi rất lợi hại, ta thừa nhận cực kỳ lợi hại. Ta ở Cửu Phương Hỗn Độn Quốc tung hoành tuế nguyệt dài dằng dặc, gặp được chân thần, chân tiên không biết là bao nhiêu. Thế nhưng kiếm pháp không có một cái nào có thể so sánh được với ngươi. Kiếm thuật kiếm thần cánh còn có tốc độ vượt qua thiên đạo cực hạn. Thế nhưng thần thể của ngươi lại quá yếu, thần thông cũng quá bình thường. Thanh âm của Thích Ngục Chân Thần vang vọng trong sân cốc. Vèo vèo, cả hai một lần nữa giao kích, chấn bay ngược trở ra. Kỳ Linh dừng lại nhìn Thích Ngục Chân Thần, thấp giọng nói: xem ra vẫn phải dựa vào đánh xa rồi. Sao, đánh xa ư? Thích Ngục Chân Thần khẽ giật mình, chỉ thấy chung quanh Kỳ Linh lập tức xuất hiện 36 chuôi chư thiên thần kiếm, pháp lực đạo tổ mãnh liệt cũng quán thâu vào trong đó. Ở dưới pháp lực đạo tổ quán thâu, mỗi một chiêu thần kiếm đều tản ra uy thế vô tận. Đây để cho sắc mặt của Trích Ngục Thiên Thần phải biến đổi, càng thêm trịnh trọng. Xem ra thủ đoạn luyện khí lưu của khán thủ giả này so với cận thân còn muốn lợi hại hơn. Đi! Xa xa trên bầu trời, Kỳ Linh chỉ một ngón tay. Vèo 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 vèo, một thanh chư thiên thần kiếm lập tức xẹt qua đạo đạo lưu quang, từ từng phương hướng thẳng tới Thích Ngục Chân Thần. Tốc độ phi hành cũng không tính quá nhanh, cũng không đột phá thiên đạo cực hạn, còn trong phạm vi Thích Ngục Chân Thần có thể thừa nhận được. Nhưng khi 36 chuôi thần kiếm tới gần được Thích Ngục Chân Thần, tốc độ lại đột nhiên tăng vọt. Mỗi một thanh thần kiếm đột phá thiên đạo cực hạn, hơn nữa tất cả đều vô cùng quỷ mị, thi triển đều là vô ảnh thức trong Minh Nguyệt kiếm thuật. Kỳ Linh sáng chế Minh Nguyệt kiếm thuật tổng cộng có 5 chiêu, mỗi một chiêu đều có ý cảnh riêng. Ở trong Kỳ Linh tưởng tượng là có tiềm lực vô cùng vô tận, chỉ cần thực lực của mình đủ cường đại, có thể không ngừng hoàn thiện nó. Ào ào, Thích Ngục Chân Thần ba đầu sáu tay, đoàn côn trong tay xẹt qua từng đạo lưu quang. Chợt nhìn, cả người Thích Ngục Chân Thần phảng phất như thái cực đồ cực lớn, hết thảy công kích đều đã bị ngăn lại. Sao? Kỳ Linh nhíu mày. Mình đánh xa là lợi hại hơn cận chiến chút ít, vậy mà như trước không gây thương tổn được đối phương. Ta cũng không tin ngươi một mực chống đỡ được. Tâm lực thần hồn của Kỳ Linh khống chế 36 chuôi chư thiên thần kiếm càng thêm điên cuồng. Các loại kiếm pháp huyền diệu nhất mực thi triển ra, phối hợp lẫn nhau, quả thực là xâm la vạn trượng. Nhưng Thích Ngục Chân Thần như cũ cố thủ, sáu cây đoàn côn của hắn phối hợp quả thực hoàn mỹ vô cùng. Thích Ngục Chân Thần ở một bên ngăn cản, một bên cuồng tiếu cười to. Khán thủ giả, người biết năm đó ta đã từng mấy lần cùng tổ thần tổ tiên giao thủ không? Bọn hắn cũng không làm gì được ta. So với bọn hắn, thực lực của ngươi còn kém một bậc. Ta mới đầu giao thủ bị kiếm pháp của ngươi làm cho giật mình. Bất quá, mặc dù nhanh một chút, nhưng vẫn như trước ở trong khống chế của ta. Đừng nói sáu cánh tay, dù chỉ hai cánh tay ta cũng có thể ngăn cản được. Thích Ngục Chân Thần nói xong, vậy mà thực sự thu bốn cánh tay lại, khôi phục thành bộ dáng bình thường, nắm lấy hai cây đoàn côn. Hai cây đoàn côn phối hợp có thể nói là hoàn mỹ. Âm dương kết hợp, phòng thủ quả thực là cẩn thận, ẩn ẩn có thái cực đồ cực lớn bao phủ Thích Ngục Chân Thần. Sao, làm sao có thể như vậy? Sắc mặt của Kỳ Linh khó coi. Trước kia giao thủ ta chú ý cẩn thận,
hiện tại xem ra thực lực của ngươi còn chưa tới cấp độ tổ thần, tổ tiên. Chỉ cần phòng thủ, ta căn bản không cần dốc hết toàn lực. Thích Ngục Chân Thần lạnh nhạt nói, không thi triển bất luận thần thông gì, cứ như vậy đấu đi. Ta có thể từ trong hỗn độn hấp thu lực lượng, ta có thể chiến đấu thật lâu. Kỷ Linh minh bạch điểm ấy, nếu như đối phương thi triển thần thông, kiên trì thời gian như vậy sẽ không được quá lâu, mà mình đánh xa, dùng một ít đại la tiên đơn hoàn toàn có thể làm cho đối phương hao tổn mà chết. Thế nhưng bây giờ, Thích Ngục Chân Thần này phòng thủ quả thực mạnh nghịch thiên, không tấn công, chỉ cần phòng thủ, cũng không thi triển thần thông gì cả. Đám tổ thần tổ tiên, thủ đoạn còn lợi hại hơn ngươi, uy lực còn mạnh hơn ngươi rất nhiều. Thích Ngục Chân Thần lạnh nhạt nói, nhưng thái cực chi lực, vô cực chi lực của ta đều đạt tới tầng thứ 5, kết hợp lẫn nhau có thể nói là viên mãn rồi, có thể từ trong tay tổ thần, tổ tiên đào thoát được. Ngươi ư, còn kém rất xa. Tổ thần chỉ luận về thần thể, thực sự mạnh hơn rất nhiều, cũng đã là cấp độ lãnh tụ. Tổ tiên, tổ tiên kim đan cấp 1, so với đạo tổ của tam giới, mạnh hơn cũng không ít. Cũng là một cấp bậc của tổ thần, yếu nhất cũng là cấp độ lãnh tụ. Cấp độ lãnh tụ, đây là phân chia của tam giới. Cấp độ lãnh tụ đại biểu cho thực lực đạt đến tổ thần. Như một ít tổ thần vừa mới thai nghén ra đời, liền là thực lực này. Mà như nữ hoa nương nương sinh ra chấp trưởng sinh mệnh thiên đạo, nhưng về sau nàng lại ngộ ra âm dương chi đạo, lại ngộ ra kim mộc thủy hỏa thổ thiên đạo, âm dương thiên đạo. Loại thực lực này ở trong tổ thần cũng thuộc về đỉnh điểm. Cho nên nữ hoa nương nương năm đó là thượng cổ đệ nhất, so với tổ thần, lãnh tụ Phật môn, đạo môn khác đều cường đại hơn. Vô gian môn cũng chỉ có tâm ma chi chủ có thể so sánh được với nàng. Tuy ma thủ đạo tổ từng giao thủ với nữ hoa nương nương, thế nhưng giao thủ thời gian ngắn mà thôi, thực lực so với nữ hoa nương nương còn kém không ít. Như vạn ma chi chủ đồng dạng từ nhỏ liền là tổ thần, hắn ở trên phương diện chạy trốn so với thế giới thần còn lợi hại hơn, có thể thấy được hắn cao minh như thế nào. Mà Thích Ngục Chân Thần có thể từ trong tay một ít tổ thần, tổ tiên đào thoát được, có thể thấy được thái cực chi lực, vô cực chi lực tầng thứ 5 hoàn mỹ kết hợp đáng sợ bậc nào. Đương nhiên, Thích Ngục Chân Thần cũng là có thần thông tại thân, có thể lập tức bộc phát lực lượng rất mạnh. Một khi phối hợp với lực lượng thái cực, vô cực mới có thể ở trong thời gian ngắn ngăn cản một ít tổ thần, tổ tiên đáng sợ kia. Kỷ Linh điên cuồng tấn công một lát, cuối cùng không cam lòng mà dừng lại. Xem ra, tuy thực lực của ta có thể áp chế đối phương, có thể làm cho Thích Ngục Chân Thần này một lòng phòng thủ, thế nhưng thực lực của ta cuối cùng chỉ là tiếp cận cấp độ lãnh tụ. Thích Ngục Chân Thần này am hiểu nhất đúng là phòng thủ, đánh bại hắn nữa quá khó khăn. Kỷ Linh liền nghĩ ngợi, nhưng Khuy Thiên Thái Hạo Tháp này ta phải mau chóng lấy được tới tay. Nếu như chậm, chỉ sợ quyết chiến cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Chờ đến lúc đó đạt được Khuy Thiên Thái Hạo Tháp này cũng không còn ý nghĩa. Nhu cầu cấp bách hiện tại là Khuy Thiên Thái Hạo Tháp, vì chính là ứng đối với trường hạo kiếp kia. Thời gian ngắn, thực lực của ta muốn để thăng một bước ư? Kỷ Linh nghĩ ngợi, có hai biện pháp. Thứ nhất, ta đạt tới chân thần cảnh. Một khi bước vào chân thần cảnh, bằng vào hai đại pháp môn Đảo Ngô Thập Bát Thần Ma, duy nhất bản tôn, ta chính là nửa bước tổ thần. Tuy cùng tổ thần chính thức chênh lệch một chút, nhưng bằng vào kiếm pháp có lẽ không thua gì tổ thần. Khi đó ta có lẽ có thực lực của cấp độ lãnh tụ. Tuy Thích Ngục Chân Thần có thể ngăn cản tổ thần, tổ tiên, nhưng cũng chỉ là ngăn cản thời gian ngắn mà thôi. Hắn bây giờ đang ở trong thế giới lao tù, trốn là không có địa phương để trốn. Nếu như thực sự chém giết, chỉ cần ta đạt tới cấp độ lãnh tụ, hắn sẽ phải thua không thể nghi ngờ. Thế nhưng muốn đạt tới chân thần cảnh, Kỷ Linh nhíu mày. Theo lý thuyết đã sớm phù hợp yêu cầu đột phá đến chân thần. Đầu tiên là thần thể hoàn mỹ, thần thể của Kỷ Linh đã sớm hoàn mỹ, không có khuyết điểm. Mặt khác chính là ngộ ra một đại đạo, mà bây giờ Kỷ Linh ngộ ra đại đạo đã có 3, theo thứ tự là Lôi Điện đại đạo, Tích Thủy đại đạo và Kiếm đạo. Dựa theo pháp môn trong Khô Tịch thế giới thần, có lẽ từ trong cô quạnh vô tận tìm kiếm một điểm linh quang, tìm được rồi liền có thể đột phá. Nói đến cũng thật là huyền diệu, khó giải thích mà. Pháp môn Khô Tịch thế giới thần này, cái cần chính là thời gian, mà ta lại đang khuyết thiếu cũng là thời gian. Kỷ Linh lắc đầu, tu luyện pháp môn này trọng yếu là cô quạnh. Một khi tu luyện sẽ phảng phất như gốc cây già chết héo ngồi ở đó không nhúc nhích. Muốn đi tìm một điểm linh quang, pháp môn này cần chính là thời gian.
Biện pháp thứ hai là thần kiếm Tử Quang Quỳnh kia. Kỳ Linh thầm nghĩ, Tử Quang Quỳnh đó là thần binh trọng yếu nhất của Bắc Hưu thế giới thần, lực lượng đủ để cho hỗn độn tiên nhân thế giới thần mà điên cuồng. Dựa theo lời của Bắc Hưu thế giới thần, mặc dù chưa trị tầng ngoài, uy lực cũng siêu việt hỗn độn kỳ báo. Bằng vào thần binh như vậy, thực lực của ta cũng có thể phóng đại rồi. So sánh với nhau mà nói, vẫn là chưa trị thần kiếm Tử Quang Quỳnh càng có nắm chắc hơn chút ít đây. Kỳ Linh âm thầm gật đầu. Trước kia mình cũng đã chữa trị đại khái 1/5 Tử Quang Quỳnh. Bây giờ mình bước vào kiếm lực tầng thứ 5, tuy nói không thể đánh bại Thích Ngục Chân Thần, thế nhưng Thích Ngục Chân Thần có thể nói tồn tại khó chơi nhất, đáng sợ nhất trong các chân thần chân tiên ở đây. Những chân thần chân tiên khác tương đối mà nói vẫn là dễ đối phó. Mình hoàn toàn có thể đại quy mô mà càn quét, lấy tới đầy đủ pháp bảo, tin tưởng có thể làm cho thần kiếm Tử Quang Quỳnh khôi phục lại được. Vậy thì bắt đầu thôi. Suy nghĩ một lát, vào. Kỳ Linh liền từ trên không trung hạp cốc hóa thành một đạo hắc sắc điện xà, biến mất ở chân trời phía xa. Thích Ngục Chân Thần nhìn Kỳ Linh rời đi, trong mắt có lãnh ý. Từ trong tay của ta đoạt bảo ư? Ta có 3 kiện hỗn độn kỳ bảo, không có chút thủ đoạn sớm đã bị ngươi chiếm đi rồi. Chỉ là đáng chết mà, ta bị giam giữ ở đây, căn bản không có cách nào trốn đi. Hắn ngoại trừ am hiểu phòng thủ, còn cực kỳ am hiểu trốn chạy để khỏi chết. Bây giờ lại bị xiềng xích khóa lại, không có cách nào chạy trốn. Mà Kỳ Linh thì đã bắt đầu ở trong thế giới lao tù đại quy mô đối phó chân thần chân tiên. Số lượng chân thần chân tiên ở trong thế giới lao tù kém thiên thần thiên tiên rất nhiều. Cho nên từng chân thần chân tiên Kỳ Linh đều rất quý trọng. Sau mỗi một hồi chém giết, cảm thấy có chỗ thu hoạch, liền lập tức trước tìm hiểu một phen, hào hào hấp thu một ít kinh nghiệm chiến đấu. Có một chút chân thần chân tiên thực lực kém, Kỳ Linh quá nhiều, thực lực chỉ là đạo tổ bình thường, Kỳ Linh đánh bại dễ dàng, thậm chí không có thu hoạch gì, Kỳ Linh hơi chút tìm hiểu liền xong. Mà một ít chân thần chân tiên lợi hại, hoặc là chân thần chân tiên thủ đoạn kỳ lạ, sẽ để cho Kỳ Linh cẩn thận tìm hiểu 7-8 ngày. Tháng thứ 12 Kỳ Linh càn quét, trong một chỗ sương mù u ám bao phủ, ở đây nhốt một gã chân tiên. Ầm ầm. Giờ phút này, ở trong sương mù bao la phát sinh ra một hồi đại chiến, sương mù lần lượt chấn động. Bên trong sương mù, đi! Nữ tử Tử Đồng giống như điên cuồng chỉ vào Kỳ Linh, hắc quang đầy trời bắn về phía Kỳ Linh. Kỳ Linh cầm trong tay song kiếm, đạp trên hư không, bước chậm mà đi. Hắn cũng không vội giết đến trước mặt đối phương, mà cứ như vậy đạp ở trên hư không, từng bước một mà đi qua, cho đối phương đầy đủ thời gian để công kích mình. Dù sao, tuy sưu tập pháp bảo để khôi phục thần kiếm Tử Quang Quỳnh trọng yếu, nhưng thực lực bản thân mới là căn bản. Ào ào. Kiếm quang của Kỳ Linh phiêu hốt bất định, thậm chí hắn thi triển lấy vô ảnh thức tấn công liền ngăn được hết thảy công kích lại. Có thể thấy được kiếm pháp của hắn đã càng thêm siêu nhiên, viễn siêu đối thủ. Đây là tuyệt chiêu của ngươi ư? Kỳ Linh lên tiếng giễu cợt. Sắc mặt nữ tử trắng bệch quát khẽ nói. Thu. Vù. Lập tức vô số hắc quang bay trở về, bay vào trong cơ thể của nàng. Sắc mặt của nàng mới khôi phục chút ít hồng nhuận phơn phớt. Ngươi mạnh hơn ta rất nhiều, ta thần phục ngươi là được chứ gì? Nữ tử sảng khoái nói. 192. Kỳ Linh nhẹ giọng tự nói. Nữ tử sững sờ. Khán thủ giả lầm bầm, con số này là có ý tứ gì đây? Kỳ Linh nghĩ ngợi. Toàn bộ chân thần chân tiên trong thế giới lao tù đã bị ta quét sạch 192 người, quét sạch hơn một phân nửa pháp bảo rồi, xem chừng có thể chữa trị tầng ngoài của thần kiếm Tử Quang Quỳnh rồi. Trước kia mình chỉ dùng pháp bảo của thiên thần thiên tiên cùng với chút ít pháp bảo của chân thần chân tiên khôi phục thần kiếm Tử Quang Quỳnh 1/5 mà thôi. Lần này mình sưu tập bảo vật rất nhiều, có khả năng đã đủ rồi. Đi thử xem sao. Kỳ Linh quyết định trước tạm thời đình chỉ càn quét, chữa trị thần kiếm Tử Quang Quỳnh thử xem. Đương nhiên trước khi đi chữa trị thần kiếm Tử Quang Quỳnh có việc trước phải làm xong. Kỳ Linh đưa bàn tay ra, rơi vào trên đỉnh đầu của nữ tử. Trí nhớ của từng chân thần chân tiên Kỳ Linh đều không hề buông tha, nói không chừng có người sẽ cung cấp một ít tin tức có trợ giúp với mình. Bên cạnh một hồ nước xinh đẹp, Kỳ Linh áo trắng rơi xuống, vung tay lên, một tòa thần điện xuất hiện ở trên đồng cỏ ven hồ. Chung quanh còn đắp xuống từng khối bia đá kiếm pháp thật lớn, sau đó lại rơi xuống 3.600 viên chư thiên tinh kim châu vần quanh ở bốn phương tám hướng. Kỳ Linh đi vào Bích Ngọc Thần Điện, ngồi ở trên bồ đoàn bắt đầu tĩnh tu.
Mỗi lần chiến đấu xong, hắn đều cẩn thận suy nghĩ mỗi một màn chiến đấu trước đó. Tuy quyết định sau lần chiến đấu này liền đi chữa trị thần kiếm Tử Quang Quỳnh, thế nhưng Kỳ Linh vẫn rất bình tĩnh như trước, tìm hiểu trận chiến vừa rồi. Thời gian trôi qua, Kỳ Linh khoanh chân tĩnh tọa, đảo mắt liền qua hơn một ngày. Hắn mở mắt ra, đứng dậy đi ra ngoài. Giờ phút này tâm tình của hắn rất tốt. Gần một năm thời gian, kiếm pháp của hắn ẩn ẩn cũng tăng lên chút ít, lại nhận được đầy đủ pháp bảo, lần này rất có thể khôi phục thần kiếm Tử Quang Quỳnh thành công. Ỷ vào thần kiếm Tử Quang Quỳnh, chỉ sợ thực lực của mình có thể bước vào cấp độ lãnh tụ. Mặc dù so với những người sớm bước vào cấp độ lãnh tụ kia, có lẽ sẽ có chỗ khuyết điểm, nhưng ít nhất cũng kém không nhiều. Cửu trọng hỗn độn cấm chế. Ánh mắt của Kỳ Linh rơi vào Chư Thiên Tinh Kim Châu cách đó không xa. Mặt ngoài Tinh Kim Châu đang có thần văn phức tạp diễn biến, cửu trọng hỗn độn cấm chế không ngừng được biến hóa, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không tái diễn. Kỳ Linh mặt mỉm cười, tâm tình rất tốt mà nhìn xem. Bỗng nhiên trong lòng Kỳ Linh chấn động, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm vào thần văn không ngừng diễn biến kia, nhìn trọn vẹn nửa canh giờ. Kỳ Linh khoanh chân ngồi ở trên đồng cỏ, nhắm mắt lại. Cứ như vậy ngồi ở trên đồng cỏ tìm hiểu gần một ngày, Kỳ Linh liền mở mắt ra. Lên! Kỳ Linh tâm niệm vừa động, oanh 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 oanh, chỉ thấy 3600 khỏa Chư Thiên Tinh Kim Châu rậm rạp chằng chịt, tất cả đều bay lên lơ lửng ở trên không trung, phảng phất như tinh thần đầy trời. Theo pháp lực hùng hồn của Kỳ Linh dũng mãnh vào từng khỏa Tinh Kim Châu, tâm niệm của hắn khống chế lập tức nhanh chóng luyện hóa. Tinh Kim Châu phát ra khí tức cũng càng ngày càng lớn mạnh, khí tức kịch liệt tăng lên cho đến khi khí tức của mỗi một khỏa Tinh Kim Châu đều mạnh hơn tiên thiên cực phẩm pháp bảo bình thường mới dừng lại. Đệ tam trọng hỗn độn cấm chế rốt cục cũng luyện hóa được rồi, Kỳ Linh nhẹ giọng tự nói. Sao? Ở trong tối tăm không biết bao xa, cách Kỳ Linh vô cùng vô tận đã vượt qua phạm chủ không gian, đã vượt qua phạm chủ thời gian. Ở quá khứ cho tới bây giờ, Kỳ Linh không thể cảm ứng được nơi đây, mà sau khi luyện hóa được hỗn độn cấm chế đệ tam trọng, bằng vào tâm lực cường đại mượn nhờ hỗn độn cấm chế, Kỳ Linh ẩn ẩn cảm ứng được. Giết, giết, giết. Chỗ đó tràn ngập khí tức giết chóc mãnh liệt, cách vô tận trở ngại chỉ một chút cảm ứng, Kỳ Linh liền cảm thấy một hồi run sợ. Đồng thời cỗ khí tức này cũng dẫn động sát ý vô tận ở sâu trong nội tâm của Kỳ Linh, đó là hận ý của hắn đối với Vô Gian Môn, sát ý đối với Thần Vương. Thừa nhận sát ý này trùng kích, hai mắt của Kỳ Linh trở lên hồng hơn, toàn thân nổi lên gân xanh, thân thể phát run, mặc dù lấy tâm lực của Kỳ Linh cũng phải trải qua hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Hắn lại không biết người bất đồng, đồng dạng luyện hóa hỗn độn cấm chế đệ tam trọng, có thể cảm ứng được cũng bất đồng. Tựa như trước kia Kỳ Linh ở trong nhân gian hành tẩu, hắn luyện hóa đệ nhị trọng hỗn độn cấm chế mới có thể cảm ứng được vận mệnh. Đối với vận mệnh cảm ứng rõ ràng hơn, bởi vì trong lòng của hắn tràn ngập sát ý, cùng với tâm lực đủ cường đại mới ẩn ẩn cảm ứng được giết chóc kia. Hấp vù. Kỳ Linh dần dần bình tĩnh, thậm chí so với quá khứ càng thêm bình tĩnh. Hắn nhìn 3600 khỏa Tinh Kim Châu lơ lửng ở trên không trung, giờ phút này Chư Thiên Tinh Kim Châu tất cả đều biến thành nhiều hoa sen huyết sắc chấm nở. Không trung lơ lửng 3600 đóa hoa sen huyết sắc xinh đẹp, làm cho lòng người phải rung động. Ngưng lại, Kỳ Linh tâm ý khẽ động, lập tức 3600 đóa hoa sen huyết sắc nhanh chóng dung hợp lại, rất nhanh liền biến thành 36 đóa hoa sen huyết sắc cực lớn. Mở ra, Kỳ Linh mở miệng nói, 36 đóa hoa sen huyết sắc xinh đẹp chậm rãi nở rộ. Trước kia thì xa hoa, nhưng khi nó nở rộ, sát ý vô cùng vô tận lập tức tràn ngập bốn phương tám hướng. Huyết liên hoa nở chỉ vì giết chóc thứ sao? Trong lòng Kỳ Linh hiểu ra uy năng của Chư Thiên Tinh Kim Châu này khi biến thành huyết liên hoa nở. Hiện nay Chư Thiên Tinh Kim Châu đã có 3 tầng hình thái thích hợp nhất. Tầng thứ nhất chính là hình thái hạt châu, uy lực bình thường. Tầng thứ hai là tấm gương, am hiểu phòng thủ. Tầng thứ ba là huyết liên hoa, am hiểu là giết chóc. Huyết liên hoa giết chóc lại không giống với binh khí dùng để giết chóc kia. Chư Thiên Tinh Kim Châu này tuy tài liệu bản thân chân quý, là năng lượng của tinh thần sau khi vẫn lạc hội tụ, thế nhưng cửu trọng hỗn độn cấm chế trên người của nó mới thực sự là chân quý. Kỳ Linh minh bạch điểm ấy, sở dĩ có thể cảm ứng vận mệnh càng cường liệt, thậm chí cảm ứng được giết chóc vô tận, đều là vì cửu trọng hỗn độn cấm chế này. Chu Tiên Kiếm Trận của Tam Thanh Đạo Nhân chính là thất
trạng hỗn độn cấm chế diễn biến mà thành, khó trách tại sao lại là sát trận thứ nhất của tam giới. Kỷ Linh nhìn những huyết liên hoa này, nội tâm ẩn ẩn có lửa giận, sát ý vô tận gào thét, lại quỷ dị tỉnh táo trước nay chưa từng có. Sao? Đang đắm chìm trong điều khiển huyết liên hoa, Kỷ Linh bỗng nhiên ẩn ẩn phát giác được thần thể đặc thù. Thân thể của hắn vô cùng hoàn mỹ, không có chút thiếu hụt nào. Mặc dù ở chỗ sâu trong mỗi một tế bào cũng vô cùng viên mãn, thế nhưng giờ phút này Kỷ Linh lại ẩn ẩn cảm giác được thân thể khát vọng đến mãnh liệt, phảng phất như cực kỳ đói khát. Kỷ Linh cảm giác mơ mơ hồ hồ, lại miễn cưỡng cảm thấy. Bỗng nhiên trong lòng Kỷ Linh hiểu rõ, liền nói khẽ: Khô tịch thế giới thần đã từng nói, từ trong cô quạnh vô tận tìm một điểm linh quang của thần thể, tìm được rồi liền có thể bước vào chân thần cảnh. Xem ra thần thể của ta đã sớm chờ mong, đã sớm đói bụng, chỉ là trong quá khứ ta một mực không phát giác được, không biết nên làm như thế nào đây. Hiện tại ta đã làm được rồi, đã tìm được rồi, đã tìm được điểm linh quang này rồi. Kỷ Linh lộ ra dáng tươi cười, nhẹ giọng tự nói. Kỷ Linh mở mắt ra nhìn xem chung quanh, giữa không trung nổi lơ lửng nhiều đóa huyết liên hoa xinh đẹp, tuy sát khí bao phủ chung quanh thiên địa vẫn như trước, không cách nào che giấu vẻ đẹp của nó. Hốt hoảng, Kỷ Linh phảng phất như thấy được nữ tử xinh đẹp ở trong huyết sắc vô tận. Đó là nữ tử hắn muốn đi gặp nhất. Nàng xinh đẹp đứng ở trong huyết liên hoa, nhìn mình mỉm cười. Sư tỷ, Kỷ Linh thấp giọng nói, trầm mặc trong chốc lát, hắn lập tức liền vung tay lên, thu những huyết liên hoa lại. Về sau, Kỷ Linh khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện pháp môn khô tịch thế giới thần. Yên tĩnh, một mảnh yên tĩnh. Tim đập nhanh chóng chậm lại, thậm chí cơ hồ liền đình chỉ, huyết dịch cũng đình chỉ lưu động. Kỷ Linh phảng phất như đầu gỗ cô quạnh ngồi ở đó, chỉ có Kỷ Linh cảm giác lại càng thêm nhạy cảm. Thân thể của ta, thân thể của ta. Kỷ Linh men theo cảm giác trước đó, đã tìm được cảm giác toàn thân ẩn ẩn đói khát. Chính là như vậy, bắt đầu đi. Kỷ Linh thi triển pháp môn đột phá, dùng kiếm đạo làm hạch tâm. Lập tức mỗi một tế bào của Kỷ Linh ẩn chứa thần lực đều nhanh chóng chuyển biến, biến hóa thành một thanh tiểu kiếm. Mỗi một phần thần lực chính là một thanh tiểu kiếm. Thân thể của Kỷ Linh phảng phất như vô số tiểu kiếm cấu thành. Tiểu kiếm này ẩn chứa là đại đạo kiếm đạo. Đột phá chân thần, đột phá tổ thần hay thế giới thần đều cần phải có một hạch tâm, đồng dạng vật liệu phải cứng rắn. Nhưng kỹ xảo kiến tạo kém, đó chính là một công trình vứt đi. Kiến tạo tốt mấy ngàn năm không hư hỏng. Đạo lý đồng dạng, muốn kiến tạo thành một bộ thần thể cường đại cũng cần kỹ xảo càng kinh người hơn. Như Kỷ Linh, ở giai đoạn thiên thần, thần thể của hắn đã đạt tới hoàn mỹ, không cách nào lại tiến thêm nữa. Mà muốn bước vào chân thần cảnh, đầu tiên thần lực cần càng thêm tinh thuần hơn trăm lần. Năm đó, Kỷ Linh thành thiên thần, sử dụng hạch tâm là vô thủy chi đạo. Còn lần này đột phá chân thần, Kỷ Linh quyết định dùng kiếm đạo làm hạch tâm. Ở trong tam giới, lúc đột phá dùng đạo gì làm hạch tâm là không kiêng kỵ. Tu luyện thành thiên đạo nào đó, liền lấy thiên đạo đó làm hạch tâm, thành tựu đạo tổ. Thế nhưng ở trong pháp môn do Bắc Hưu thế giới thần truyền lại, lại có ghi chép kỹ càng. Ở mỗi một lần đại đột phá cảnh giới, thần thể sẽ cơ cấu hoàn thiện lần nữa, sử dụng đạo hạch ít nhất không thể tương khắc lẫn nhau. Ví dụ như thành thiên thần dùng liệt hỏa chi đạo, như vậy thành chân thần dùng tích thủy đại đạo sẽ tạo thành bài xích lẫn nhau. Tuy cũng có thể thành chân thần, nhưng có không hy vọng thành tổ thần. Đối với tu tiên giả trong tam giới mà nói, thành chân thần đã là đại thành tựu, tự nhiên sẽ không quá để ý. Thế nhưng một ít tu luyện giả ở trong hỗn độn vô tận lại có truy cầu rất cao. Bọn hắn hấp thu giáo huấn của tiền bối đại năng để lại, để cho hậu đại tu luyện minh bạch một ít kiêng kỵ. Ví dụ như ở lúc tu luyện đột phá tuyển đạo hạch, ngàn vạn lần không thể bài xích. Một khi bài xích, bản thân thần thể liền tồn tại một tai họa ngầm, không đi được quá xa trên con đường tu tiên. Mà thủy hành cùng với kiếm đạo, một người là ngũ hành thuộc tính, một người thuộc về công phạt chi đạo, không bài xích chút nào, đương nhiên không có tai họa ngầm. Nếu như cả hai đều là ngũ hành thuộc tính, ví dụ như thủy hành cùng hỏa hành, thủy hành cùng kim hành đều có một ít tai họa ngầm, chỉ là tai họa ngầm lớn nhỏ khác nhau mà thôi. Nếu như cả hai cùng đều là công phạt, ví dụ như kiếm đạo, đao đạo cũng sẽ xuất hiện tai họa ngầm. Tai họa ngầm nhỏ như vậy có thể trở thành tổ thần, nhưng thành thế giới thần là khó hơn nhiều. Tai họa ngầm lớn lẫn tương khắc lẫn nhau, tổ thần cũng khó thành, đừng nói gì là thế giới thần, càng là hoa trong gương, trăng trong nước. Những cái này đều thuộc về tin tức được che giấu.
ở trong hỗn độn vô tận chỉ có địa vị cao như Bắc Cừu thế giới thần, xuất thân từ Thiên Thương Cung, có truyền thừa tốt mới hiểu được loại che giấu này, tu luyện giả bình thường là không hiểu được. Kỷ Linh rất muốn nói cho đám người sư phụ biết, thế nhưng ở trong pháp môn mà Bắc Cừu thế giới thần truyền thừa lại cho Kỷ Linh, đã sớm để cho Kỷ Linh lưu lại lời thề bổn mạng, Kỷ Linh tuyệt đối không được truyền thụ cho người thứ hai. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 148 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.